Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu xe ba bánh đẩy hàng trợ lực điện các bác nhé. Mẫu này thì chịu tải tối đa là 700 kg, 4 bình Acquy, chiều cao tối đa của xe là 85 cm chiều cao nhé. Chiều cao của thùng xe là 45. Đấy, chiều cao của xe là 45. Còn chiều cao từ mặt đất lên đến đáy thùng xe là 40 cm. Thùng có kích thước là 85 nhân với này là 70 nhân 95. Chiều dài tổng thể của xe là 1,4 m nhé. Xe có thể lật mở thùng, tiến lùi 3 số, phanh. Cơ cấu mở thì lật thùng rất là đơn giản. Các bạn rút cái tay trợ lực này lên, một chân đạp vào chốt mở và lật thùng lên như này. Để lật vật tư. Sau đó là mở thùng như thế này. Đây, bửng mở tự động nhé. Cơ cấu mở được tự động giống như xe tải, tự động mở đáy thùng. Đấy, kích thước tổng thể mình xin đọc lại là chiều cao 85, chiều dài 1,4 m, chiều rộng 70. Thùng thì có chiều dài là 95, chiều rộng 70, chiều cao của thùng là 45, tính cả xương đáy. Tính lọt lòng thùng là cao 40. Đấy. Đây là khoang để Acquy ở dưới gầm này. Tốc độ rất là chậm nhé, ngang tốc độ đi bộ thôi. Có đồng hồ, có ổ khóa. Mọi chi tiết đặt hàng thì các bác liên hệ 0983 818 955. Xe này là lái bị động các bác nhé. Có nghĩa là mình lái chứ không có đứng lên lái xe đâu. Đi theo của nó thôi. Hàng này hàng chở vật tư. Đây, kích thước thùng này. Đây, khi đóng thùng mà rất là đơn giản này. Đấy, khi đóng thùng mà bửng tự đóng đằng đuôi nhé. Dựa vào cái cơ cấu rất là hay của xe tải. Đấy, tự động móc chốt thùng lại. Đấy, thùng thì được chấn bằng tôn 1,5 ly, rất là dày, thành thùng này. Chấn luôn gờ cho nên là rất là ít mối hàn. Vệ sinh rất là dễ dàng. Mọi thắc mắc đặt hàng thì xin đi vui lòng liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.